Trời ơi. Đó. Cái máy sau lưng con nha gấu. Ơi. Nói Trung Quốc là con nghèo lắm. Quơ quơ cái gớt máy. Đó 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 đó. Chưa, đó. Chưa, chưa. Nghĩ là được rồi đó. Nghĩ là quốc được không? Đó đó đó. Không, giờ mới được đại chú. Đó. Ôi. Trời đã chưa. Trời ơi, đúng người đúng thời điểm nha. Trời ơi, hay quá. Gấu hay quá. Thầy nha, thầy nha. Thầy Minh nha. Ờ mới đây được như đây vậy hả? Bằng quá rồi đó. Ừ. Quá luôn rồi. 5 5 5 3 5 3. Con gà gà gà. Ở gấu, dính rồi gấu. Trời ơi, vậy mà chưa dính. Ủa, dính cái gì vậy? Trời ơi. Cái lòng tao. Cái lòng tao. Sơ. Cái gì? Hết hết thời mình lại xong cá này. Cá này mà dính luôn ghê nè. Cái sơ. Dụ luôn vô. Không, cái sơ đó được. Thả đi. Thả rồi. Chút xíu rồi luôn mà. Tưởng cá lòng tông chứ. Cái sơ. Quất lên con mắt thua rồi. Đỡ thời. Để xa xa cho con gấu nó có nó giật nó giật. Chú. Đó. Ờ, cái gì nè? Cái con nữa con đi chạy xe. Mời ly luôn. Con giỏi gì con? Con cá số mấy? 30 hả? Để là 30 hả má? 30 đó. Trời. Không biết cái là phải bình cứ liền. Khách rồi rồi con lên.
để ngọt không vui hả? Mày đầy lon này đừng lấy chín, không chỗ ăn ngon, chín là hết ngon. Lấp lấm, thơm, thơm ký. Đây, tiếp tục màn 2 cảnh 1 câu cá nâu nha cả nhà. Đây bạn gấu nè, bạn gấu hôm qua giật đã tay luôn, bạn gấu mê ly luôn không hay sao rồi, thấy sao rồi để không.